Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 2, bài 80, Tiền Việt Nam, trang 57-58. Hôm nay cô hướng dẫn các con làm quen với tiền Việt Nam và làm quen với mệnh giá tiền Việt Nam. Tiền Việt Nam có đơn vị là đồng. Cô giáo mời các con quan sát hai tờ đầu tiên. Đấy, đây là tờ tiền 1.000 đồng. Đây là một mặt, còn đây là một mặt nữa. Đấy, cứ mỗi một tờ tiền là có hai mặt song song với nhau thế này. Hiện nay tờ tiền 1.000 đồng là tờ mệnh giá thấp nhất. Đấy, người ta có ghi sẵn 1.000 đồng, ở một mặt có hình ảnh Bác Hồ, mặt kia có mệnh giá 1.000 đồng. Đấy, mặt nào cũng có mệnh giá 1.000 đồng. Tiếp theo, tờ 2.000 đồng. Đấy, tờ mệnh giá 1.000 đồng là thấp nhất, rồi đến tờ mệnh giá 2.000 đồng. Đấy, tờ tiền nào cũng có hình ảnh Bác Hồ. Đấy, và có mệnh giá của... Và đây nữa là tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng. Đấy, 5.000 đồng. Ba tờ 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng là tờ giờ là tiền giấy. Còn tiếp tục chúng ta quan sát tiếp. Cô giáo có tờ tiền 10.000 đồng. Đấy, đây là 10.000 đồng. Còn đây là 20.000 đồng. Rồi đây là tờ 50.000 đồng. Và tờ này nữa là 100.000 đồng. Tờ 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng là tờ polymer, là thuộc giấy polymer. Thế còn 1.000, 2.000 và 5.000 là tờ tiền giấy. Như vậy cô giáo đã vừa hướng dẫn với các con làm quen với tiền Việt Nam và mệnh giá các tờ tiền có 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng. Bây giờ chúng mình bài tập 1 số. Cô giáo mời các con quan sát hai hình ảnh. Mỗi hình ảnh là những tờ tiền. Bây giờ chúng ta tính tổng mệnh giá của các tờ tiền của mỗi hình ảnh để chúng ta ghi vào ô trống cho thích hợp. Đầu tiên, chúng ta thấy ở đây có tờ mệnh giá 50.000 đồng, 20.000 đồng, 10.000 đồng, 10.000 đồng và 5.000 đồng. Bây giờ muốn biết ở chỗ này tất cả 5 tờ này có mệnh giá là bao nhiêu tiền thì chúng ta làm tính cộng. Ta lấy 50.000 cộng với 20.000 cộng với 10.000 cộng với 10.000 cộng với 10.000 nữa và cộng với 5.000. 0 cộng 0 cộng 0 bằng 0. 0 cộng 0 cộng 0 cộng 0 bằng 0. 0 bằng 0. 0 cộng 0 cộng 0 cộng 0 cộng 5 bằng 5. 2 cộng 5 bằng 7. 7 cộng 1 bằng 8. 8 cộng 1 bằng 9. Tất cả là 95.000 đồng. Như vậy chúng ta điền vào ô trống 95.000 đồng. Tiếp tục, chúng ta tính xem ở 6 tờ tiền này là bao nhiêu tiền. 10.000 cộng 10.000 cộng 10.000 cộng 5.000 cộng 2.000 cộng 1.000. Chúng ta lại đặt phép tính cộng ra. Là đầu tiên là 10.000 cộng 10.000 cộng 10.000 vì có 3 tờ 10.000, rồi cộng 5.000 cộng 2.000 cộng 1.000
Không, cộng 0 bằng 0, chỗ này bằng 0, bằng 0, bằng 0. 5 cộng 2 bằng 7, 7 cộng 1 bằng 8, viết 8. 1, 2, 3. Như vậy chỗ này là 38.000 đồng. Bài 2. A. Chọn hai đồ vật em muốn mua ở hình dưới đây rồi tính tiền phải trả. B. Tuấn có 100.000 đồng, Tuấn mua một bút mực, một thước kẻ và một hộp bút ở hình trên, hỏi Tuấn còn lại bao nhiêu tiền. Ở bài 2 có hai câu. Câu A yêu cầu chúng ta chọn hai đồ vật em muốn mua trong bốn đồ vật này là cái bút mực, thước kẻ, hộp bút màu và hộp bút. Bây giờ mình sẽ chọn tùy theo ý thích của các con sẽ chọn hai đồ vật mình mua rồi tính số tiền phải trả. Ví dụ cô thích mua một cái bút mực và một hộp bút màu thì cô phải trả là bao nhiêu tiền? Cô sẽ lấy 12.000 đồng cộng 15.000 đồng bằng 27.000 đồng. Đó là xong câu A. Bây giờ câu B. Câu B, Tuấn có 100.000 đồng, Tuấn mua một bút mực, một thước kẻ và một hộp bút ở hình trên, hỏi Tuấn còn lại bao nhiêu tiền? Muốn biết Tuấn còn lại bao nhiêu tiền thì đầu tiên chúng ta phải tính xem Tuấn mua 3 thứ. Một bút mực giá 12.000 đồng, một thước kẻ giá 8.000 đồng và một hộp bút giá 28.000 đồng hết bao nhiêu tiền. Sau đó lấy 100.000 đồng của Tuấn có trừ đi 3 3 cái đồ mà Tuấn mua hết bao nhiêu tiền đó thì sẽ ra còn lại số tiền Tuấn còn lại. Câu B chúng ta sẽ lấy một bút mực là 12.000 đồng cộng một thước kẻ là 8.000 đồng cộng với một hộp bút là 28.000 đồng. Đấy, sau đó là bằng tất cả cộng 3 thứ lại bằng 48.000 đồng. Như vậy còn lại là lấy 3 100.000 đồng trừ đi 48.000 đồng bằng 52.000 đồng. Bây giờ là toàn bộ bài giải. Cô giải vào vở ô ly. Câu A, hai đồ vật em mua phải trả số tiền là 12.000 đồng cộng 15.000 đồng bằng 27.000 đồng. B, Tuấn mua một bút mực, một thước kẻ và một hộp bút hết số tiền là 12.000 cộng 8.000 cộng 28.000 bằng 48.000 đồng. Tuấn còn lại số tiền là 100.000 trừ 48.000 bằng 52.000 đồng. Đáp số A 48.000 đồng. Đáp số câu A là 27.000 đồng. Bài 3, quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi. Chúng ta quan sát hình vẽ ở đây có hai hình. Hình thứ nhất, đây là một khay táo. Đây là quả dưa hấu. Khay táo có giá trị là 39.000 đồng. Quả dưa hấu có giá trị là 49.000 đồng. Quan sát xong chúng ta trả lời câu hỏi. A. Số tiền mua một quả dưa hấu nhiều hơn số tiền mua một khay táo là bao nhiêu? B. Cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 5.000 đồng mỗi khay táo cho khách hàng mua từ hai khay táo trở lên. Hỏi khi mua hai khay táo theo chương trình khuyến mãi này, bác Hồng phải trả bao nhiêu tiền? Bây giờ chúng ta đi trả lời câu hỏi thứ nhất. Số tiền mua một quả dưa hấu nhiều hơn số tiền mua một khay táo là bao nhiêu? Muốn biết số tiền mua một quả dưa hấu nhiều hơn số tiền mua một khay táo là bao nhiêu? Chúng ta làm tính trừ, đúng không? Chúng ta lấy 49.000 đồng là giá tiền một khay quả dưa hấu, trừ đi giá tiền một khay táo là 39.000 đồng. 49.000 trừ 39.000 bằng 10.000 đồng. Như vậy, số tiền mua một quả dưa hấu nhiều hơn số tiền mua một khay táo là 10.000 đồng. Câu B. Câu cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi tức là giảm giá đấy, 5.000 đồng mỗi khay táo này. Bây giờ là 5.000 à 39.000 đồng bây giờ giảm giá 5.000 đồng. Đấy. Thì hỏi là bác Hồng mua hai khay táo khi mà có chương trình khuyến mãi này thì bác phải trả bao nhiêu tiền? Thế muốn biết bác Hồng mua hai khay táo theo chương trình khuyến mãi thì bác phải trả bao nhiêu tiền? Thì đầu tiên chúng ta phải tính giá tiền khi được khuyến mãi đã, phải không? Ta lấy giá ban đầu là 39.000 đồng,
trừ đi 5.000 thì bây giờ giá chính xác, giá khuyến mãi là bây giờ là có 34.000 đồng. Sau đó chúng ta lấy 34.000 đồng nhân với 2 thì bằng 68.000 đồng. Đây là toàn bộ lời giải của bài toán này. Chúng ta giải vào vở ô ly các con nhé. Bài 3. Mua câu A, mua một quả dưa hấu nhiều hơn mua một khay táo, số tiền là 49.000 đồng trừ 39.000 đồng bằng 10.000 đồng. B. Sau khi giảm 5.000 đồng, giá của mỗi khay táo là 39.000 trừ 5.000 bằng 34.000 đồng. Số tiền bác Hồng phải trả khi mua 2 khay táo theo chương trình khuyến mãi là 34.000 nhân 2 bằng 68.000 đồng. Đáp số A 10.000 đồng, B 68.000 đồng. Như vậy, cô giáo vừa rồi đã hướng dẫn với các con là làm quen với tiền Việt Nam và